Hello anh em, đây là chiếc xe mỗi ngày mình dùng để đi làm nè anh em. Thì hôm nay mình cho anh em xem thử cái con xe mình đi mỗi ngày nó như thế nào ha. Thì nhìn vào xe này á thì nó rất là đơn giản anh em. Dàn áo đồ là zin hết. Thì xe này mình có lên một bộ tem dòm cho nó có điểm nhấn chút xíu thôi. Chiếc xe này thực sự mà nói dòm vô thì nó rất là bình thường anh em. Đó, bao tay thì mình đi là bao tay Raider nè. Rồi gù là gù inox nha anh em. Đó, có hai con ốc titan nữa. Đó. Thì xe này là chạy mới có 12.000 à, do xe này là mình tua đồng hồ lại rồi nha anh em. Đó. Thì xe này mình đi thêm một cây đèn trợ sáng nữa. Đó. Bữa ông nội kia ông gắn cho mình mà nó lòi lõm vậy nè anh em. Đó, cái đó mình phải thiết kế lại mới được, giờ nó không có thẩm mỹ. Đó, còn bánh là mình sử dụng bánh zin nha anh em. Bánh là mình đi vẫn là bánh zin. 70, 90, 17 đúng không ta? Đó, đúng rồi nha anh em. Rồi, đĩa thì đĩa zin. Thì xe này á, thì cái cấu hình máy á, thì mình làm cho nó chạy cho nó nhẹ xe anh em. Thì mình đi lòng FZ. Lòng FZ đầu 1922, cam là 5 ly 8. Xe này là mình đi cam của theo bài luôn nha anh em, theo lò luôn. Xe này là tự tay mình gáp luôn anh em. Nói chung là xe này chạy nó không có mạnh nhưng mà đi được cái là nó cũng nhẹ xe anh em. Đó. Mà mình chưa ụp hai cánh bẩn vô tại mới vừa đi làm cái cổ bô lại nè. Mới vừa thay cổ bô bên mạnh bô nè anh em. Đó. Cổ bô này để cho nó thoáng thôi nha anh em. Xe này thì mình cũng không có móc bô. Mình chỉ mở cổ thôi, đi cho nó êm ái nhẹ nhàng tình cảm thôi chứ mình cũng không có móc bô anh em. Đó. Rồi xe này mình đi một cái kính rất là tình cảm ha. Đó, kính dòm vô nhìn thấy gọn xe. Cái xe cái bao tay bên đó là mình còn lên cái một cái cùm công tắc gời nữa anh em. Đó để cho nó đẹp. Rồi xe này mình cũng mới làm xong anh em. Xe này biển số là 01717 nha anh em. Đó, xe này là mình chính chủ luôn nha anh em. Đó, xe này là mình đứng tên luôn. Nhưng mà xe này để mình lấy chìa khóa mình nổ máy thử cho anh em nghe thử nha. Đó, để anh em nổ máy nghe thử cái tiếng máy coi nghe nó tình cảm không. Đó, xe đầy nhẹ cái nổ anh em. Đó. Xe đầy rất là tình cảm luôn nha anh em. Rất là tình cảm. Nói chung là xe này chạy nó cũng hao xăng lắm anh em. Khi mà mình độ lên mình chạy còn lên có hai mươi mấy càng lít anh em. Nhưng mà nói chung là phải được cái này mất cái kia anh em. Muốn cái xe nó mạnh thì đương nhiên nó phải ăn xăng rồi. Còn mà muốn cái xe nó không ăn xăng thì đương nhiên là mình phải để zin nó không mới không ăn xăng thôi. Nhưng mà được cái này mất cái kia, mình sẽ chấp nhận chơi là mình phải chấp nhận chịu anh em. Đó, nói chung là ngày đi làm mất tầm khoảng khoảng tầm khoảng mười mấy ngàn tiền xăng anh em. Xăng bữa nay nó cũng mắc lắm nha. Đó. Xe này là 135 nha anh em, đời 2012. Đó, xe này là mình dọn lại cách đây cũng được hơn một năm rồi. Xe này là mình dọn lại hơn năm rồi đó. Là nước sơn nó cũng còn được lắm anh em. Xe này là mình sơn lại, mâm miết rồi mình sơn lại. Đó, chắc sau này mà mình có tiền mình cũng dọn cái xe này thêm một vơ nữa. Mình đi LC V7 cho nó đẹp. Nhưng mà giờ kinh phí chưa đủ. Dọn LC thì nó cũng hơi khá tốn nhiều tiền. Nội bộ dàn áo không nó cũng cũng cao quá nha anh em. Cũng 6-7 triệu. Mình để mình có đủ máu rồi mình úp lên từ dàn áo cho đến dàn chân luôn. Cho chiếc xe cho nó đẹp. Rồi mình chào 500 anh em YouTuber nha. Anh em cần tư vấn mua xe cứ ghép Zalo giùm cho em là 0396 356 356 nha. Bên em có đầy đủ tất cả các dòng xe. Anh em cần tư vấn cứ alo cho em nha. 0396 356 nha. Đó. Rồi chào anh em.